Văn phòng chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về việc một số báo của Nhật Bản như Asahi, Kyodo, Nikkei đưa thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn Tenma Việt Nam hai lần hối lộ tổng cộng 25 triệu yên tương đương với khoảng 5,4 tỷ đồng cho một số cán bộ công chức Việt Nam. Thủ tướng giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra làm rõ thông tin nêu trên, nếu đúng phải xử lý nghiêm, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng và chống thất thu thuế.